Hai cái đứa làm gì đây hả? Dưới này tầng trên tầng dưới nè. Đó, thằng Bi bên này nè. Thằng Bi ở bên này nè đó. Trời ơi. Thằng ba mẹ nằm dưới này nè. Trời ơi. Đó, hai đứa nó nằm hai cái giường trên. Hai tầng. Sáu. Còn thằng mẹ đứng bên này. Còn thằng ba trong này. Ba vô tắm đi mẹ quay. Thôi ba không tắm mà tôi ba tắm. Trời ơi. Hi Uncle. You like it? Yeah. A lot of fun, huh? Yeah. Yes. Sáng năm đi nữa không? Ngủ chút xíu xong đi ăn phải không? Đi ăn. Mặc quần dài vô nha. Sao mặc quần đôi vậy? Giờ là 6 giờ 30. Mặc dài vô.